Chó đi nốt lần này thôi mà. Chó cái gì? Đã bảo không là không mà lên. Ui rồi. Không có lông kia này em ơi. Cái gì đây mấy đứa? Anh ơi, ở ngoài kia của hai vợ chồng đang cãi nhau to lắm. Để anh ra xem vợ của nó xuống liền nào không. Hai vợ chồng có chuyện gì vậy? Đây anh xem. Nay đang đi cắt tóc thì mẹ tôi ra ve vãn anh thợ, đòi rủ anh ấy đi ăn chè trang hello lắm, mình ấy sợ quá đuổi cả hai mẹ con ra ngoài rồi đóng cửa quán giải nghệ luôn. Này nhá, mày định bôi nhọ nhân phẩm danh dự của mẹ mày à? Tao định rủ anh ấy về phòng ngủ uống chè chứ đi quán hồi nào. Đấy thấy chưa, giờ nhìn đầu tôi có khác gì cái tổ ong bắt lụa không. Ê, tưởng chuyện gì, giờ anh đi cho khác cắt là được chứ sao. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là anh thợ ấy cắt tóc cho tôi từ lúc đẻ ra đến giờ rồi. Anh ấy bị mù và cụt mất hai tay nhưng bù lại lại rất vui tính. Bảo sao tóc đẹp thế kia. Cái gì? À, ý em là sao anh không thử một thợ khác ở quán cắt tóc khác như là ở kia á? Sao trùng hợp vậy cô? Cắt combo siêu rẻ mà trước khi cắt thì tư vấn kỹ lắm, cho khách chọn thợ đến khi nào mà ưng thì thôi. Làm booking ba bờ à cô? Ui, quán nhìn sạch sẽ như này á, chắc chắn là nhờ da đẹp, cho mẹ đi với nhá. Đi. Còn xin mẹ đấy, thôi mẹ về nhà đi. Lương tình không mẹ? Mẹ em có cái chiêu vô tiền quán sạn, mê trai đấu thai vẫn mê đàn ông. Các anh cẩn thận kẻo bị dụ dỗ. Dạ anh cứ yên tâm, em mời anh lên tầng 2 để thay đổi diện mạo ạ. Em ơi, bây giờ em massage cho anh nhưng mà cứ coi như là em biết đi nhá. Sao lại coi như là điếc hả anh? Ôi này, cháu ơi, thế cháu đã có người yêu chưa? Mày. Dạ, cháu chưa ạ. Thế, cháu thấy con trai cô thế nào? Thôi cô ạ, mẹ đừng may mối cho con để con mất tập trung mẹ ạ. Dạ, đẹp trai ạ. Cho con biết nha, bán khóa học TikToker triệu view, nhiều tiền lắm. Con đã bảo con không có nhu cầu giống hoàng hôn rồi mà mẹ. Ui, anh giỏi thật đấy. Đã vậy còn không lãnh họ. Ơ kìa. Chú giấu kỹ quá, hóa ra vẫn là trai tân. Mẹ. Mặc dù đã yêu chục đứa. Em ơi, cho anh xin số điện thoại nhá. Dạ vâng ạ. Anh có yêu đấy chị ơi. Anh có yêu đấy chị ơi. Mà mẹ đâu rồi nhỉ? Thợ cắt tóc nữa. Dạ em đây ạ. Mày phải để cho mẹ tìm kiếm tri kỷ chứ. Thế có bố thì sao? Gớm, bố mày nghệ sĩ nhân dân cũng không được phong thì làm sao mà so sánh với em trai đẹp trai này được. Thôi anh ơi, anh cố gắng lên đừng để ý mẹ em nhá. Không biết cái tóc của em để kiểu gì được anh nhỉ? Dạ, kiểu tóc của anh khá là sơ rồi ấy, nên là chắc là anh sẽ hợp với cái kiểu cao ráo, thơm tho, ta thế là còn cong nữa. Dạ, em xin phép được cắt tóc cho anh ạ. Tôi xong rồi. Wow, không ngờ trời áp lực lớn như vậy mà anh vẫn cắt được quả đầu ương hoàng phúc, ương đại vệ thế này, 10 điểm anh ơi. Anh ơi, thanh toán cho mẹ em với. Dạ, của anh hết 100 thôi ạ. Kìa mẹ. Đây chị gửi nhé. Ui, đẹp trai thế. Dạ, em cảm ơn ạ. Vừa nãy em bảo hết bao nhiêu nhỉ, 1 triệu đúng không? À không, 100 thôi ạ. Cái gì, 10 triệu á, chị cũng có luôn. Được mẹ. Dạ, đúng 100 thôi ạ. 100 triệu, ui, đúng là chỉ có cái giá đấy mới hợp với vẻ đẹp của em thôi. Dạ, thế này nhiều quá ạ. Ồ thôi em cầm luôn thẻ của chị đi cũng được. Em xin phép em về ạ. Kìa, tôi nhớ thằng của chị ăn thẻ nhá. Hoa xuân mạng thần nhau trong vòng.